Có lẽ hiện nay, du học là một trong những sự lựa chọn tương đối phổ biến với sinh viên, đặc biệt đối với các khóa học sau đại học. Ở tập phát sóng trước, Trí Thuận từng gửi đến quý vị chiêu trò lừa đảo các bạn sinh viên khi tự ý săn tìm học bổng để rồi dính phải cú lừa ngoạn mục. Và đến với tập phát sóng ngày hôm nay, nạn nhân cũng tự mình tìm kiếm kẻ lừa đảo để nhờ đối tượng tư vấn thủ tục xin visa du học cho con trai mình. Cùng theo dõi với Trí Thuận để có bài học cảnh giác bổ ích quý vị nhé. Vợ chồng tôi có duy nhất một đứa con trai à. Cho nên mọi tình thương, mọi vốn liếng của cải, mọi hy vọng tôi đều đổ dồn vô hết cho một mình nó. Cũng nhờ trời thương, con trai tôi nó hiền lành, ham học. Nó có nguyện vọng đi du học ở nước ngoài. Mà người làm mẹ như tôi tự nhủ là sẽ tìm đủ mọi cách để giúp cho nó thực hiện ước mơ của mình. Tình cờ tôi biết đến anh Hưng do được anh Bình, bạn chung của tôi với anh Hưng giới thiệu. Ảnh nó không phải là người môi giới gì hết, chỉ là ảnh có hai người con trai đều đang đi du học ở nước ngoài. Cho nên tôi nghĩ ảnh có thể sẽ chỉ giúp cho tôi đường đi nước bước như thế nào. Qua điện thoại trao đổi thì tôi thấy ảnh cũng nhiệt tình lắm, cho nên có hẹn ảnh tối nay qua tận nhà để mà gặp mặt trao đổi cho nó rõ hơn. Anh Bình lúc này cũng khỏe hả chị? Dạ. Công việc của tôi lúc này bận quá cho nên cũng lâu rồi không gặp anh Bình. Dạ anh Bình anh cũng khỏe, nhờ đám cưới của thằng con người bạn đó rồi cái trao đổi với nhau thì mới biết về anh đó chứ. Ủa anh, đây là hai đứa con của anh đó hả? Dạ đúng rồi đó chị. Nhà hai đứa con tôi đi học nước ngoài rồi nó định cư bên đó, cho nên bây giờ mới có sô-cô-la để uống này chứ. Nó mua ở bển gửi về đó chị. À dạ. Anh á thiệt là may mắn, không bù cho gia đình tôi. Vợ chồng tôi cũng cố gắng làm để lo cho cháu, để cho cháu nó được đi du học. Cháu nó cũng ham học nữa. Mà thật sự với anh, điều kiện thì có. Tôi qua đây nè, mong anh đường đi nước bước về anh giúp đỡ cho cháu đi du học nhanh. Nghĩ tình chị là bạn của anh Bình nên tôi cũng hiểu được nỗi lo của chị. Tôi sẽ cố gắng giúp chị để lo cho con chị có được bộ hồ sơ. Chị chờ tôi chút nha. Để không làm mất thời gian của đôi bên, ảnh bàn thẳng vô việc đi du học thì cần có những yêu cầu, những hồ sơ nào bắt buộc cần phải có. Đại loại là con tôi phải có cái chứng chỉ IELTS tối thiểu là 5.0. Bản điểm học ở trường cũng phải thuộc loại khá trở lên. Chưa kể là phải có những cái hoạt động thiện nguyện có ích cho cộng đồng nữa. Nhiều thứ lắm. Thiệt sự là nghe ảnh tư vấn mà tôi nghe như là dịch nghe sấm vậy đó. Tôi không có hiểu gì hết. Chỉ mong ảnh giúp đỡ cho con mình hết lòng. Đây là visa du lịch 10 năm của tôi đó. Dạ yeah. Chị về nói với con trai của chị á là phải chụp hình thẻ để làm hồ sơ. Nhưng mà phải chụp hình giống như vậy nè. Mà phải chụp là hình mới nhất nha chị, trong vòng 6 tháng không được hình cũ. À, vậy anh cố gắng lo hồ sơ cho cháu đi, hoàn thành đầy đủ cho cháu nó được đi thì mọi chi phí anh cứ báo tôi sẽ gửi anh lo cho cháu, anh yên tâm. Cách nói chuyện rồi cách anh tư vấn rất là thật tâm, bài đường đi nước bước hết, nhưng mà tôi cảm thấy ảnh vẫn có cái điều gì đó nó hơi khó nói. Và rồi tôi cũng hiểu được rằng đã nhờ cậy thì buộc phải chi trả tiền, trả phí. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn mà, cho nên tôi đã mở lời trước. Mà thật sự vậy, điều kiện thì có, mà tiêu chuẩn đi du học lại không có. Vậy thì tôi cũng nói thêm để cho chị chuẩn bị là hồ sơ này không phải làm một lần mà được. Nó sẽ có nhiều giai đoạn mới xong được bộ hồ sơ. Thì trong mỗi một giai đoạn như vậy á, thì nó phát sinh phí như thế nào đó, thì tôi sẽ báo lại cho chị hay. Còn bây giờ á, chị cứ về suy nghĩ cho kỹ, rồi có gì trả lời cho tôi sau cũng được. Giờ á, phóng lao thì phải theo lao. Vì ước mơ, vì tương lai tốt đẹp của con á, mà giờ á, ảnh có cần bất cứ yêu cầu gì, miễn là trong khả năng á, là tôi nhất định sẽ làm. Cái tôi tin tưởng ảnh ở đây á, là do tôi đã xác thực thông tin trước rồi. Anh ấy thiệt sự á, là đi đi về về nước ngoài thường xuyên. Đây là visa du lịch 10 năm của tôi đó. Không có suy nghĩ gì hết, đã xác định tới đây là tôi chăm sự nhờ anh, là tôi đã lo hết rồi, anh yên tâm đi. Vấn đề tiền bạc thì ở đây không có ngại đâu. Đây, ở đây là cái phần này là 10 triệu, tôi sẽ gửi anh. Với một nền tảng sẵn có,
ông Hưng đã lợi dụng danh nghĩa có hai người con đi du học, bản thân cũng đã có visa du lịch thời hạn 10 năm để giăng bẫy lừa, khiến cho bà Nga hoàn toàn tin tưởng mình. Sau cuộc trao đổi hôm đó, ông Hưng đã lên mạng để tìm hiểu những quy trình làm thủ tục du học ở nước ngoài để tư vấn, tìm cách moi tiền của nạn nhân. Liệu rằng bà Nga có kịp thời phát hiện ra trò lừa của đối tượng và con mồi mà hắn lừa gạt không chỉ có một người? Cùng theo dõi tiếp tình huống quý vị nhé. Đây, hồ sơ giấy tờ tôi đã hoàn thành đầy đủ, bây giờ tôi giao nó lại cho chị. Hồ sơ này coi như là hồ sơ đẹp, đẹp còn hơn cả hồ sơ của hai thằng con tôi nữa đó nghe chị. Hay quá, cảm ơn anh nhiều nha. Giờ thiệt là cực thân cho anh á. Chỗ tình nghĩa với nhau không mà chị cứ nói như vậy. Bây giờ hồ sơ giấy tờ đã có, còn việc đặt lịch hẹn để nộp hồ sơ xin visa thì tôi cũng làm luôn cho chị rồi. Bây giờ bước quan trọng nhất và quyết định có thể xin visa cho con chị đi du học nước ngoài hay không á là phải qua vòng phỏng vấn đó nghe chị. Phỏng vấn hả? Trời, tôi nghe nói phỏng vấn khó đậu lắm anh. Tôi cũng có ông bạn làm ở trong đó. Để tôi hỏi ông xem có cách nào để giúp cho mình hay không, rồi tôi sẽ báo lại cho chị hay. Hồ sơ giấy tờ, bản điểm, bằng anh văn, các thứ tôi đều có mộc đỏ đầy đủ hết. Tôi cảm thấy mọi thứ đến với mình thật là thuận lợi. Còn cảm ơn ảnh đã nhiệt tình giúp đỡ mẹ con tôi đạt được ý nguyện. Sau cái cuộc gặp ở quán cà phê, ảnh gọi cho tôi với cái giọng rất là hớn hở. Người ở bên lãnh sự quán hứa giúp đỡ, rồi chi phí thì nó khá cao đó, tới 200 triệu. Nhưng mà đổi lại, con trai tôi sẽ được qua vòng phỏng vấn và được cấp visa đi du học. Ảnh nói tôi ráng chuẩn bị số tiền này đi, vì còn một bước duy nhất nữa đó là con trai tôi được đi du học rồi. Bỏ ra gần ấy tiền để đầu tư cho con ăn học thì tôi thấy nó cũng xứng đáng. Vậy là không có cần suy nghĩ nhiều nữa, tôi đồng ý đưa tiền cho ảnh. Nhưng có ngờ đâu, giờ ông bỏ trốn, cô này cũng mất 400 triệu, đâu ít đâu. Trời thôi chị ơi, mấy chị mất hả, tôi cũng mất nữa đây nè. Giờ biết làm sao giờ? Muốn ác ôn mà. Bây giờ mình đi báo công an thôi. Tôi nghe xong á mà choáng váng, tay chân rụng rời. Cũng chỉ vì không hiểu biết, muốn thành công bằng cái con đường lo lót đi cửa hậu, rồi nôn nóng cho con được đi du học, mà bây giờ đây tiền mất tật mang. Qua tình huống này, chị Thuận mong rằng quý vị và các bạn hãy thật sự cảnh giác. Trước khi đưa tài sản thì nên tìm hiểu, kiểm chứng thông tin thật hư rõ ràng nhất. Cũng đừng làm điều gì sai pháp luật, kẻo tiền mất tật mang quý vị nha.